một cái sân khấu mà hàng nghìn người như thế này luôn. Và Bốt Ngô Vân thực sự rất là tuyệt vời ạ. Em mong rằng là sẽ học được rất là nhiều kiến thức của buổi học ngày hôm nay để trao dồi, cũng như là học hỏi để trao dồi cho sĩ của mình, cũng như là cho đội nhóm của mình. Thật sự rất vinh dự và tự hào khi tôi được tổ chức ra khóa học này. Và khóa học bán hàng đột phá là dành cho tất cả các bạn. Trong suốt 10 năm kinh doanh online của tôi đã tích lũy, tôi đã tổng hợp. Và để đi đến con đường thành công như ngày hôm nay, tôi đã vấp phải rất nhiều lỗi sai và mất rất nhiều tiền bạc. Tôi biết bây giờ các anh chị cũng đang có những người chúng ta chưa thực sự thành công, nên ngày hôm nay tôi có mặt tại đây là vì tất cả các bạn. Và ngay từ khi tôi sinh ra đến khi tôi lớn lên, thì đối với tôi, các em của tôi chính là những đứa con của tôi. Và tôi chỉ biết rằng điều duy nhất có thể tôi thoát được cái cảnh đó, cảnh nghèo khó đó, đấy chính là tôi phải học thật giỏi. Và tôi thực sự tôi học rất giỏi. Mặc dù điều kiện không có, mặc dù lúc nào bố mẹ cũng phải bán lúa non để đóng học phí. Và các bạn biết thì 20-30 năm về trước thì bố mình mà đi ăn cỗ, nhà không có con trai ấy, thì bị ngồi mâm dưới và bị coi thường, bị khích bác. Vậy thì cái tư tưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy tôi chỉ biết là năm mẹ con của tôi ôm nhau khóc và cố gắng. Và tôi cố gắng, tôi quyết tâm, tôi học thật giỏi để làm tấm gương của các em của tôi. Tôi giống như các bạn, rất nhục. Tôi nhìn những người ở ngoài kia họ thành công, giàu có. Gia đình tôi thì phá sản. Đến mức mẹ tôi còn nói với tôi rằng không có tiền để đi học. Và tôi học một trường đại học gần nhà luôn. Không phải ở Hà Nội, quê tôi ở Hưng Yên, gần nhà. Tôi rất đam mê một trường học tên là FPT, trường rất đắt tiền. Cái ngày đầu tiên tôi nhập học ấy, tôi mang giấy cho tôi nhập học rồi. Mẹ tôi gọi điện thoại như một cái sét đánh ngang tai. Con ơi, không có tiền đâu, đi về đi. Mẹ đã rất cố gắng rồi. Đó. Thực sự mình cảm thấy vô cùng tủi thân luôn. Nhưng tôi biết rằng khi Thượng Đế chia cho mình bộ bài xấu, thì việc của mình là gì ạ? Trở thành một người chơi tốt. Và các bạn đến đây là để trở thành một người chơi tốt.
khi mà mình được tham gia cái khóa đào tạo này thì mình cảm thấy rằng mình rất là bất ngờ khi mà mình nhận được một cái giá trị rất là lớn sau mà khi mình tham gia cái khóa học này. Những cái năng lượng mà thầy Nguyễn Tất Kiểm và Boss Ngô Vân đã truyền lại cho mình thì mình cảm thấy là mình nhận được rất là nhiều những cái giá trị tích cực, khiến cho mình cảm thấy là mình không còn nỗi sợ hãi và mình muốn làm tất cả để có thể thành công trong cái công việc của mình. Nên là mình mong rằng là công ty sẽ tổ chức nhiều những khóa học như thế này hơn nữa để cho chị em bỉm sữa như mình được thay đổi bản thân và để có thể làm tốt hơn công việc của mình và có thể thành công và có một bức thư như thu nhập phải nói là cao hơn nữa để mình có thể là giúp đỡ được cho gia đình của mình nhiều hơn nữa. Đó là cái giá trị to lớn nhất mà trong ngày hôm nay mình đã nhận được và mình mong là mình sẽ được tham gia nhiều khóa học như thế này hơn nữa. Thì những điều mà Nhung cảm nhận được ngày hôm nay của thầy Nguyễn Tất Kiểm và sếp Ngô Vân đã truyền cho một động lực là bản thân Nhung chưa bao giờ được những kiến thức như thế này. Nhung thấy thay đổi bản thân và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nhung sẽ quyết tâm và hành động mạnh mẽ hơn nữa để bản thân thay đổi cuộc sống gia đình, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc mừng!